Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Nhất niệm này có tương ưng với A-di-đà Phật hay chăng? Chắc chắn là tương ưng. Bạn không nên hoài nghi. Vì sao vậy? Vì trong Hoàng Nguyên Quán có nói, một niệm cực kỳ di tế vừa mới động thì tốc độ của nó đã châu biện pháp rồi, tuyệt đối không phải là tốc độ của ánh sáng hay tốc độ của điện tử, không cách nào so sánh với nó được. Ánh sáng mặt trời chiếu đến địa cầu cần phải 8 phút mới tới nơi. Chúng ta khởi tâm một cái, lập tức châu biện pháp giới, ánh sáng làm sao so sánh được. Cho nên một niệm vừa khởi lên thì chư Phật Bồ Tát trong biện pháp giới hư không giới bạn nhận biết được hết. Bạn cần nên biết chân tướng sự thật này. Bạn có sợ không? Đừng tưởng rằng khởi ác niệm lên người khác không biết. Thập phương nhất thiết chư Phật Bồ Tát đều biết hết. Bạn giấu ai được? Chỉ có thể giấu được chúng sanh ngu si trong lục đạo, vì nó không biết. Thậm chí quỷ thần, quỷ thần cũng có ngũ thân. Những việc nhỏ, những việc gần, nó có thể biết được một cách rõ ràng. Sự việc trong 2-3 tháng nó biết được, 2-3 năm thì chưa chắc. Thần thông của nó không lớn, cho nên đôi khi bạn thấy nó nói về kiết khung phước đức rất linh, rất linh nghiệm. Đó là gì vậy? Đó là những việc rất gần, nếu nói xa thì không tin tưởng được. Cho nên niệm Phật thật sự có thể diệt tội, bất luận có hiển lộ rõ ràng hay không, nhưng chắc chắn là diệt tội được. Tội của chúng ta không diệt được là vì một bên chúng ta diệt, một bên lại sanh ra. Cho nên miên diễn không bao giờ diệt được là vậy. Bên kia diệt, bên này không sanh thì sẽ diệt được hết. Nhất định phải hiểu rõ. Như trong kinh Địa Tạng nói, Diêm Phù Đề chúng sanh khởi tâm động niệm không gì chẳng phải là tội. Muốn giải quyết vấn đề này không có cách nào khác. Người xưa dạy chúng ta nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, thì sẽ giải quyết được vấn đề. Bạn thật sự có tâm nhẫn nại, bạn thật sự có tâm kéo dài, hạ thủ công phu định, tâm định trên bộ kinh này, tu tập bộ kinh này 10 năm tâm định rồi, không có những tạp niệm khác, thì hiệu quả sẽ hiển hiện. Bộ kinh này chúng ta thấy người xưa hướng dẫn cho chúng ta, thật sự là đệ nhất kinh của đạo Phật. Thật sự có thể nói lên Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế gian này trụ thế 80 năm, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Đệ nhất bộ kinh là kinh gì? Đây chính là đệ nhất kinh. Bộ kinh này có thể thay cho tất cả. Chỉ cần bạn chịu tin tưởng nó, thực sự thọ trì nó, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm độc tụng xưng niệm, thì sự thành tựu của bạn rất rất nhanh chóng. Thực sự thành tựu nhanh chóng, nghiệp chướng của bạn được tiêu trừ và trí huệ sẽ hiện tiền.